mai cầm giấm. Mày cầm giấm có mình thấy tê, có mình thấy tê. Con đã chẳng đây bên xe mình thấy ấy, con chơi công viên vui lắm đi. Mày cầm giấm ấy. Mẹ em khóc quá trời. Mẹ khóc nhiều lắm. Nhà chứng bên ngày mai nói con về cho nó đồng phù mua từ thiện đó. Em hỏi mẹ con, bây giờ em ở đây em có chỗ ở và cũng như có đồ ăn đồ uống hết. Em hỏi mẹ em muốn về hay ở. Mai ơi trời ơi con nấu nựng gì chùa anh làng con nấu mày thôi mày. Mẹ nói mẹ cho em ở đây đi rồi hết dịch về cũng được. Có gì ăn mẹ dành cho mẹ em tới em ăn. À. Cũng như là hôm nay là em quyết định là em đi bộ từ Sài Gòn về Sóc Trăng luôn hả? Ờ. Xin chào cô chú anh chị, dạ thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục đi phát cơm cho bà con vô gia cư và sẽ đi phát tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân san sẻ. Và những người em cảm nhận được thì em sẽ cho bà con ạ. Và hôm nay thì em đang có mặt ở sân vườn của cô Loan. Thì hôm nay cô Loan có nấu 300 phần cơm để mà phát cho anh em. Thì sáng nay thì em cũng lu bu quá thì bây giờ thì cũng gần 12 giờ mấy rồi. Bây giờ em mới đi phát cơm cho bà con đây. Thì hôm nay cô Loan có nấu hay gồm có là gà kho và thịt heo kho để gửi cho bà con vô gia cư ăn à. Thì bây giờ em sẽ đi phát. Thì sớm giờ thì em mới tặng cho anh Ni một chiếc điện thoại của cô Hằng á, thì sớm giờ em mới vừa làm clip xong thôi. Giờ em sẽ tiếp tục đi cô chú anh chị. Rất mong được cô chú anh chị chia sẻ video ủng hộ em ạ. Giờ đây là 60 phần cơm. Thì do có một mình em đi phát, hôm nay em cũng quên em theo cái máy quay phim. Em chưa quay bằng cái điện thoại nên là em không có quay mà đường phố giống như hôm trước nữa cô chú anh chị. Thì bây giờ em xin mời cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Cơm này rất là ngon luôn á. Dạ em chào cô chú anh chị, hiện tại em đang có mặt ở trên cầu Chánh Hưng. Thì em sẽ đi qua hướng bên quận 5 tiếp tục cô chú anh chị. Thì hôm nay thì cũng trưa thì hồi sớm rồi thì trời cũng mưa rất là lớn luôn. Thì mới vừa tạnh mưa cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay em đang đi lên cầu Nguyễn Chí Phương. Thì ngày hôm qua cái lần đầu tiên em gặp cái em Ni là đi bộ, và lúc mà em mới vừa xuống cái chốt đầu nè, và em quẹo qua phía bên tay trái thì thấy em Ni băng qua đường. Thì lúc đó là 12 giờ mấy đó, và đến chiều rồi trên hơn 3 giờ chiều thì em bắt đầu là gặp em Ni lần thứ hai, và cũng như là cái chiên em gặp ăn để dành cho đường xa để tối không có ai bán ăn. Thì hồi nãy em mua ở góc kia đúng không? Dạ, nó cũng bán thôi. Rồi xong rồi anh cũng để ý em mua bánh mì. Xong rồi anh thấy em lủi qua tiệm điện thoại. Dạ, tại vì anh tại vì anh muốn mà theo dõi đằng sau coi em làm sao á. Tại vì muốn giúp ai thì cũng phải chơi kỹ tí em. Thì hồi nãy giờ em đi mỏi giò lắm, em nghỉ 2-3 lần không dám nghỉ nhiều lắm. Nghỉ 5-10 phút thì em đi tiếp à. Mà chắc em cũng không nghĩ là anh theo dõi em hả? Dạ em không nghĩ đâu. Anh nói mà anh vừa đậu xe hỏi em cái là em biết anh đã theo dõi em nãy giờ rồi. Anh đậu xe em mới biết đó. Vậy hả? Dạ. Anh bắt đầu dẫn đi lẹ đừng có cho trời mưa. Sợ trời mưa nữa. Em đi. Giờ cái chiên là được vợ chồng của hai bà Phước giúp đỡ, cũng như bác ba cho Ni có một cái chỗ ở đá túc trong cái dịch này. Thì ngày
em đang quẹo đây thì thấy Ly là băng ngang đây nè, là đi phía bên tay mà tay trái em luôn đó. Thì em gặp Ly lúc 12 giờ mấy á, rồi xong rồi em đảo Sài Gòn thì cách trên hai ba tiếng đồng hồ hơn á, thì gặp lại Ly. Bây giờ em sẽ tiếp tục đi phát cơm cho bà con ạ. Thì ở Sài Gòn thì tất cả các quán ăn thì đều đã đóng cửa rồi quý chị, và cái việc mà mua mà cơm nước hay mua đồ ăn như vậy á thì cũng không có ai bán đâu, nên là cái việc mà bà con đi lại mua thức ăn thì mua mà cơm hay ở tiếu rồi không còn như ngày xưa nữa. Ngày mà xưa là mình có tiền là mua gì cũng được trơn, bây giờ mình có tiền mình mua cơm ăn cũng rất là khó của chú anh chị. Hình như hai ba tiếng đường đều dăng dây hết trơn rồi. Hôm nay thì em qua bằng cái điện thoại nên là gió thì nó hơi ù một tí của chú anh chị. Và ở đây có cơm rồi. Ba có cơm nữa không? Cũng gửi cô hộp luôn. Dạ, chúc cô ngon miệng. Ở đây em thấy có hai chị ngồi ở ngoài đường. Chị ăn cơm không chị? Đeo cái khẩu trang cho em cái. Coi một người ra chị nhận cho em được rồi. Đeo cho em. Được rồi. Mặt mày đỏ lè vậy. Đó, được khẩu trang rồi, cảm ơn. Dạ. Sài Gòn đã buồn mưa gió càng buồn hơn của chú anh chị. Chú ăn cơm chứ? Con gửi chú hạt cơm. Được rồi. Chúc chú ngon miệng nha. Dạ. Hai bên lắng que của chú anh chị đều hiu à. Trời thì mây đen xám xịt. Gửi cho bà hộp cơm về. Dạ, gửi cho bà hộp cơm. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Con chú ơi, chú ở lấy cơm con chú. Dạ. Chị không? Rồi lấy nhanh em qua lẩu cái. Dạ. Do là đèn xe đèn đỏ nên em phải tranh thủ qua mấy chị, chứ nãy đang bị hố nên là phải dòng lại. Bên bển thì có mấy cô mấy chú ngồi cũng đông, để em đi một đoạn phía này thăm một vòng lại phía bển. Dạ. Ủa chú nãy chú kêu con hả? Cái nãy xin nghe cái đèn xanh đỏ vậy? Kêu con nghe. Con không biết, con nghe cái gì á. Em gọi chú. Con đi. Rồi.
gửi cô hộp cơm cô ơi. Rồi đứng 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 đây cô giơ tay à, tới rồi. Rồi. Ăn miệng cô. Hồi nãy em thấy có mấy cô mấy chú đây nè. Con gửi cô hộp cơm hả? Dạ. Chúc cô ngon miệng. Hai vợ chồng hả? Dạ. Để rồi con gửi thêm chú hộp nữa hả? Dạ. Dạ được. Tắp vô lề đi, tắp vô lề đi. Chú ăn cơm không? Con gửi chú hộp cơm luôn. Dạ. 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 Cho ai? Nè nè, gọi em. Thấy anh quay lại đó. Chú ơi, con gửi chú hộp cơm chú. Chú chuyền chú kia một con hộp luôn nha. Đây là chú chuyền cho đó chú lấy một con chú. Dạ dạ chúc chú ăn miệng nha. À, dạ thì em chào cô chú anh chị, thì cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị có xem video này mà ai mà có gọi em á, nếu mà có chuyện gì nó có quan trọng ấy, chị nhắn tin giúp em với nha. Thì buổi sáng em thường hay đi mà phát cơm và em quay bằng điện thoại hoặc là quay bằng máy á, nên là cái điện thoại em không thể nào nghe cô chú anh chị gọi được. Có thể là gọi lại cho em buổi mà chiều á thì em sẽ trả lời cô chú anh chị nha. Cái buổi sáng thì em có thể là nhắn tin cho em một tí, em sẽ đọc tin nhắn rồi. Con ăn cơm không? Con gửi con hộp cơm. Dạ. Ok. Dạ. Dạ hiện tại em đang có mặt trên tuyến đường Hồng Bàng, phường 10 quận 5. Con ăn cơm không cô? Ăn cơm không? Con gửi con hộp cơm ạ. Dạ. Được rồi. Chú kia thấy em mà, chú kia đang chạy tới. Từ từ thôi chú ơi, đừng chạy mệt á. Rồi từ từ thôi. Con lại tới, đừng chạy mệt. Từ từ. Rồi con gửi chú. Rồi chúc chú ăn miệng nha. Như là cô chú anh chị tất cả các cửa hàng, các mặt bằng đều đóng cửa hết cô chú anh chị. Chú ăn cơm, ăn cơm chú, ăn cơm không? Chú ơi, con gỡ hộp cơm, con gỡ hộp cơm. Dạ. Dịch bệnh không, đeo cái khẩu trang vô chú. Được rồi, đeo khẩu trang vô. Rồi, chú xích ra con ra. Dịch bệnh chúng đeo cái khẩu trang vô. Chú ngồi đó. Chú đeo vô đi chứ. Dạ. Con gửi chú hộp cơm chú ơi. Cơm chú. Con gửi chú hộp cơm. Dạ. Đấy rồi.
Chú ơi, ăn cơm không chú ơi? Ăn cơm không chú? Một 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 người đại diện cái nhận không con đi. Một người thôi. Chú hả? Chú đại diện ra hả? Dạ con gửi. Chứ ba hộp. Dạ con gửi cho chú hộp. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Hai hộp. Ba hộp. Dạ. Một hộp nữa hả? Được rồi. Chú ơi, ăn cơm chú ơi. Cơm không? Ăn cơm không? Dạ. 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 Rồi chú đi lên chú đi. Dạ. Sao bữa nay em chưa có cảm nhận được ai để em cho tiền luôn cô chú anh chị. Thì cũng có mấy cô chú thì em cũng cũng mà cho rồi chú cơm chú nhận nhanh em coi chú cho rồi cho anh rồi cảm ơn nha. Dạ. Gửi chú hộp cơm ạ. Dạ. Dạ thì hiện tại em đang có mặt ở trên tuyến đường Lê Quang Sung. Đây cái chợ ở đây. Chợ Minh Phụng. Cơm anh ơi, cơm không ăn cơm không? Không hả? Dạ. Chú ơi, con gửi chú hộp cơm. Dạ. 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 Có, chú có hả? Cho chú thắng lại giùm con thiếu. Dạ con thiếu. À, cho con gửi chú 100.000. À, tiền này là tiền của các cô chú Mạnh Thằng Quân gửi đến San Sẻ Thương. Cảm ơn nghe cháu. Dạ dạ rồi. Dạ rồi. Dạ dạ dạ. Chú đang đâu hả? Giờ đi vòng này còn bên kia. Dạ dạ rồi. Cảm ơn nha cháu. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ. Có nhiều chú có cơm rồi thì không có nhận. Cũng có nhiều chú có cơm rồi chú vẫn muốn nhận thì em nhận là cho các chú anh chị. Em mà chỗ này là cái chỗ kỷ niệm luôn nè cô chú chị. Chỗ này là hôm qua em gặp Ni đây nè, đi khúc này luôn nè, đi phía lộ nè. Chú ơi, chú à, ông ơi, con gửi ông hộp cơm.
Con tặng cho ông hộp cơm. Cơm cơm. Con tặng cho ông hộp cơm ăn. Dạ. Ông đang làm gì vậy? À. Dạ dạ. Đấy, ông chưa chưa ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Tiền tiền tiền. Tiền. Có gửi ông 100.000 tiền tiền của các cô chú mạnh ông quân nha ông. Dạ. Dạ dạ. Chị em gửi cho chị hộp cơm, cắt cái gì vậy? Thấy em lại gom gom gì cắt vô vậy? Gom gom gì cắt vô vậy, vàng hay gì? Hay không? Em gửi cho hai mẹ con hai hộp cơm. Dạ. Em thấy gom gom bóp gì chứ? Dạ dạ. Dạ rồi, chúc ông miệng chị. Dạ dạ. Em ghẹo chị đó xíu. Dạ. Hai hộp anh. Rồi anh giữ bọc em luôn nha. Rồi. Dạ thì hiện tại em đang có mặt trên tuyến đường Hậu Giang hướng về bưu điện quận 5 của thành phố. Thì tuyến đường này thì có bữa thì em đi phát thì em cũng thấy có bà con cô gia cư mà cũng nhiều mấy đứa chị. Hình như là hôm nay thì em thấy là hình như là không có ngồi đây nữa. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, các cô chú anh chị mà đồng quân đã đồng hành để mà chia sẻ yêu thương cho bà con, để mà hôm nay em có thể tiếp tục trao những phần cơm đầy ý nghĩa cho bà con trong cái mùa dịch này. Đây là chợ Bình Tây. Cảm ơn anh ơi. Dạ. Từ ra người giúp em đi. Dạ rồi, cũng gửi chút. Dạ. Dạ, cũng gửi chút. Dạ. Dạ. Dạ dạ, đến gửi chút. Rồi, cảm ơn con. Dạ. À, chúc hai chú con miệng nha. Dạ. Nữa không? Phim hợp đó không? Ba người ăn hai người. Người. Ba người hả? Dạ, có chụp hình không? Chụp đây không cho. Dạ, nãy con quay lâu rồi. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Rồi, dạ. Dạ dạ. Chỗ này phát quà. Bên gần chợ lớn với chợ Kim Biên của chú chị hay là chợ Bình Tây đều không có hết đâu, dân dây rất là nhiều luôn của chú chị.
gửi chú. Rồi, cảm ơn. Dạ. Chú ăn cơm không? Dạ. Ba lần hả? Hai vợ chồng của con. Cháu mà hút thuốc nữa. Gái hút thuốc nữa. Hút thuốc rồi trừ lại hộp được không? Được không? Trừ lại hộp. Là nghiệp con em. Mà phải không á nghe, phải ba hai hai chồng đứa con. Em xin vừa đủ ăn anh. Dạ, à, ok. Con mình bỏ tội lỗi chết. Dạ, ok. Rồi. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Cơm chú kéo cha làm coi gửi chú hộp cơm để gửi chú hộp cơm yeah. Yeah. Nó gửi chú hộp cơm à. Cơm sao ngồi đây cô? Nè con gửi cơm cơm mà con. Không đeo che đâu dịch bệnh. À, dạ thì em chào cô anh chị. Thì em cũng bát cơm cũng gần xong rồi, chỉ còn có hai hộp cơm nữa thôi. Đã em bát xong. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ủng hộ em. Em chúc cô chú anh chị được sức khỏe. Được nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, được nhiều an lành trong cuộc sống. Như rất mong được cô chú chị tiếp tục ủng hộ để mà chia sẻ những phần cơm để ấp nghĩa tình cho bà con trong cái mùa dịch này. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị.